rất ngon. Các bạn và anh chị thấy video này hay, nhớ like, share, subscribe, đăng ký kênh của mình ha. Món cá thu chiên nước mắm rất là ngon, làm rất là nhanh, rất bắt cơm ha. Xin chào anh chị và các bạn, hôm nay mình chia sẻ món cá thu rất ngon, dễ làm. Đó là cá thu chiên nước mắm. Ở đây mình có 400 g cá thu. Rồi các bạn vào bếp cùng mình ha. Phần hành tím và tỏi mình sẽ băm nhỏ ha. Cho vô một chén dùng sâu ha. Đường các bạn cho mình 10 g. Cắt sợi ha. Cho món ăn của mình nó thơm. Phần hành lá cái đầu hành mình để riêng. Mình sẽ tỉa hoa ha. Ngâm vô nước ha. Cắt sừng là cắt sợi luôn ha. Rồi, ngâm vô nước luôn. Mình dùng một quả chanh vắt lấy nước ha. Giờ mình làm nước sốt nước mắm ha. Các bạn cho mình 2 muỗng canh nước mắm. Một muỗng canh tương ớt, 2 muỗng canh đường, 1/2 muỗng cà phê tiêu, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng canh nước cốt chanh, 1 muỗng cà phê dầu mè, 1 muỗng cà phê ớt bột, 4 muỗng canh nước lọc. Trộn đều lên ha. Rồi, một số nước mắm mình đã chuẩn bị xong. Rồi, các bạn cho mình 3 muỗng canh dầu ăn. Rồi, mình cho cá vào áp chảo ha. Các bạn áp chảo lửa nhỏ cho cá nó vàng đều hai mặt ha. Rồi, giờ cá thật là đẹp ha, mình lấy ra ha. Rồi, các bạn này làm muối dầu ha. Cho tỏi bằng tím vào. Bạn cho gừng vào. Mình xào vô gừng, tỏi bằng tím nó thơm lên. Bây giờ các bạn cho nước sốt vào ha. Giờ các bạn nấu cho nước sốt nó sôi đều ha. Ở này các bạn cho cá vào. Đây là món cá thu chiên nước mắm, rất ngon. Các bạn nấu cho nước sốt nó sệt sệt lại luôn ha. Rồi các bạn cá cho nó thấm đều gia vị hai bên ha. Sốt bây giờ rất là ngon. Các bạn không dùng chanh có thể dùng me để làm cái tăng cái độ chua cho nó món ăn nó mình hấp dẫn hơn ha. Giờ cho ít hành lá. Rồi các bạn nấu lửa nhỏ thêm ít nữa cho nước nó cạn lại ha. Rồi, món cá của mình đã xong, các bạn thấy rất là hấp dẫn ha. Món cá thu chiên nước mắm rất là ngon, làm rất là nhanh, rất bắt cơm ha.